nơi tôi đang đứng là đường Náng giao cắt với lại đường Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy. Chuẩn bị đón nguyên thủ quốc gia và rất nhiều cán bộ cao cấp Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Hiện tại đường phố đang vắng tanh, không một bóng người trừ những người làm nhiệm vụ. Chắc chỉ vài phút nữa thôi, đoàn cấp cao và chủ tịch tập quận Bình sẽ đi qua đây. Các bạn đón xem. Rồi.